vợ chồng giáo viên, chết trong tình trạng, không mặc quần áo. Khoảng 15 giờ 30, ngày 23 tháng 5, một người dân ở ấp Giống Giá, xã Hòa Minh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, điện thoại cho anh Phạm Hồng Phương, 47 tuổi, và chị Nguyễn Thị Mai, 29 tuổi. Vợ anh Phương, nhưng không ai nghe máy. Người này đến nhà tìm thì hoảng hồn, thấy anh Phương và chị Mai nằm chết trên nền gạch trong phòng. Cả hai không mặc quần áo. Trên cổ anh Phương có cuốn dây điện, đang cắm trực tiếp vào ổ điện. Nhận tin báo, Công an huyện Châu Thành cùng cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Trà Vinh, khám nghiệm hiện trường. Do người thân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, nên lực lượng chức năng đã lập biên bản giao thi thể anh Phương và chị Mai cho gia đình mai táng. Người dân địa phương cho biết, anh Phương và chị Mai là giáo viên. Họ kết hôn vào năm 2013, hiện có một con gần 3 tuổi. Cà Mau tạm giữ người tử chém chết bà nội vì bị phá giấc ngủ. Thấy Vinh nhậu say nằm võng phía ngoài, người bà đến gọi vào nhà ngủ nhưng bị Vinh chém nhiều nhát dẫn đến tử vong. Theo tin ban đầu, vụ án mạng xảy ra vào trưa 24 tháng 5 tại xã Tam Giang, huyện Nam Căn, tỉnh Cà Mau. Thời gian trên, bà Huỳnh Thị Nghiêm, 62 tuổi, ngụ tại địa phương tổ chức tiệc rượu nhậu tại nhà. Thạch Vinh, 18 tuổi, cháu nội của bà Nghiêm cũng từ Bạc Liêu về dự tiệc. Khi đã nhậu say, Vinh lên võng nằm ngủ, thấy cháu nội ngủ ngoài võng bị nắng nóng, bà Nghiêm đã gọi thanh niên này dậy vào nằm trong nhà. Tuy nhiên, khi thức dậy, Vinh hậm hực vì bị làm phiền nên dùng búa chém vào xe máy đậu trước nhà. Bà Nghiêm can ngăn bị gã quay sang chém liên tiếp 3 nhát tử vong. Nhận tin báo, công an đã khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để phục vụ điều tra. Hiện công an đang tạm giữ hình sự nghi phạm Vinh để điều tra về hành vi giết người. Vợ đi xuất khẩu lao động, cha dựng quan hệ với con riêng 14 tuổi của vợ. Lợi dụng vợ đi nước ngoài ở nhà, Hoàng Văn Đoài đã thực hiện hành vi đồi bại với con gái riêng của vợ mới 14 tuổi. Ngày 24 tháng 5, thông tin từ Công an thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Hoàng Văn Đoài, 36 tuổi, ở thị xã Hồng Lĩnh về hành vi giao cấu với trẻ em. Trước đó, do vợ đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, Đoài ở nhà cùng con trai và con gái là cháu N, 14 tuổi, là con riêng của vợ. Vào một đêm trong tháng 5 năm 2018, sau khi đi chơi về, Đoài đã quan hệ tình dục với cháu N. Sau đó ít ngày, Đoài tiếp tục dụ dỗ cháu N vào nhà tắm quan hệ. Sự việc sau đó bị bại lộ, cơ quan công an đã vào cuộc điều tra. Tại cơ quan công an, bước đầu Đoài đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Đoài trước pháp luật. Tử thi nữ kế toán 6 năm còn nguyên vẹn, nghi vấn bất thường. Trong quá trình khai quật tử thi, nữ kế toán chôn cất 6 năm. Người nhà và cơ quan pháp y ấy phát hiện nhiều điều bất thường, tử thi thể còn nguyên vẹn. Chị Đào Thi Hoa, sinh năm 1961, nguyên trưởng phòng tài chính, bệnh viện huyện Yên Thành, được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ, cách đây 6 năm. Ngày 12 tháng 9, năm 2012. Sáng nay, tại Nghĩa Trang Vườn Ương, xóm 1 và 2, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Cơ quan pháp y tỉnh Nghệ An cùng người nhà nạn nhân đã khai quật tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết. Chứng kiến sự việc, ông Đào Quang Nghị, em trai chị Hoa, trú ở thành phố Vinh, Nghệ An, chiều nay cho biết các cơ quan chức năng ở Nghệ An đã hoàn tất khai quật tử thi, khám nghiệm, lấy mẫu đưa về viện phân tích. Sáng nay đã kết thúc phần lấy mẫu, gia đình không có thắc mắc gì. Cơ quan điều tra đã làm hết trách nhiệm trong buổi sáng. Khi khai quật quan tài lên, thì thi thể còn nguyên vẹn, da vẫn còn dai. Màu sắc theo như cơ quan pháp y nói, là cơ bản vẫn còn bình thường. Lúc lấy mẫu phần xương đầu, không có vấn đề gì bất thường. Chưa phát hiện tác động đánh vào vùng đầu, ông Nghị thuật lại. Các phần phủ tạng của chị Hoa, đều còn nguyên vẹn. Chỉ khô co quắp lại. Tất cả đều được cơ quan pháp y lấy mẫu, mang đi, và gia đình đã ký vào biên bản. Cũng theo ông Nghị, rất nhiều chứng cứ quan trọng đã được gia đình cung cấp, củng cố thêm cho cơ quan điều tra. Bất thường một ngày 200 cuộc điện thoại. Ông Nghị dẫn chứng cứ cho cơ quan điều tra, đôi dép chị Hoa nằm cách hiện trường, khoảng 200 mét. Trong trường hợp, nếu đi bộ đến hiện trường, thì sẽ rách ra chân. Tuy nhiên, lúc mở dưới bàn chân,
không thấy vết rách ra. Đến nay, gia đình vẫn giữ nguyên phương án là có người khác ngụy tạo hiện trường giả treo cổ. Tuy nhiên, việc này phải chờ kết luận cuối cùng của cơ quan pháp y còn mổ ở vùng cổ, xem xét có dấu hiệu thắt cổ hay không, nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Ngoài ra, ở dưới vùng hàm, nếu người thắt cổ chết, thì sẽ gãy phần xương này. Tuy nhiên kiểm tra xương này vẫn còn nguyên vẹn. Tất cả mẫu xương, não và nhiều bộ phận liên quan đều được cơ quan pháp y thu thập kỹ lưỡng, đưa về viện điều tra. Ông Nghị nói, chưa dừng lại ở đó, trước lúc phát hiện thi thể chị Hoa, gia đình phát hiện, trong danh sách các cuộc điện thoại chị này, có hơn 200 cuộc, diễn ra trong một ngày, cả người lạ và người quen, là một điều rất bất thường. Những nghi ngờ đó đã được gia đình cung cấp cho cơ quan công an. Ông Nghị còn cho biết, tư thế chị Hoa lúc tử vong là quỳ gối vào thân cây. Bàn chân chạm xuống đất, dây thắt cổ không căng khi rơi tự do. Hai tay vẫn bình thường, chạm vào cây dây leo xung quanh. Chiều cùng ngày, thi thể chị Đào Thị Hoa được đưa vào lò hỏa thiêu tại Hà Tĩnh. Vụ việc tiếp tục được cơ quan điều tra làm rõ. Con gái bị cáo dâm ô bé gái 13 tuổi khiến nạn nhân tự tử ở Cà Mau náo loạn phiên tòa. Đến tận giây phút nói lời sau cùng, bị cáo Hữu B vẫn cho rằng nạn nhân Kiều cố tình gài bẫy mình. B luôn khẳng định bị oan và quanh co chối tội không gây ra hành vi như gia đình bé Kiều tố cáo. Kết thúc phiên tòa, mấy người con của B xông lên náo loạn phiên tòa khi nghe hội đồng xét xử tuyên phạt B 7 năm tù giam. Sáng ngày 22 tháng 5, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với bị cáo Hữu B, sinh năm 1960, ngụ xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, về tội dâm ô trẻ em. Đây là bị cáo liên quan đến vụ việc bé gái 13 tuổi ở Cà Mau tự tử vì gã hàng xóm dâm ô không bị khởi tố, gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử nhận thấy bản án của tòa án sơ thẩm tuyên phạt là đúng người đúng tội. Tuy bị cáo B vẫn một mực khẳng định bản thân bị oan, Kiều tự nguyện sang nhà tìm B chơi và dụ dỗ B, nhưng những bằng chứng cơ quan điều tra cung cấp hoàn toàn phủ định lời khai của B. Do vậy, hội đồng xét xử quyết định giữ nguyên án phạt 7 năm tù giam như tòa sơ thẩm đã tuyên trước đó. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 18 tháng 1 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau căn cứ vào lời khai của nạn nhân trước khi tự tử và các nhân chứng xác định bị cáo Hữu B phạm tội dâm ô trẻ em với tình tiết tăng nặng và nhiều lần. Tuy nhiên, trong 8 lần Hữu B bị truy tố trong cáo trạng, bị cáo B chỉ có thừa nhận 2 lần tiếp xúc với bé Kiều. Do đó, hội đồng xét xử tuyên phạt Hữu B 7 năm tù giam về tội dâm ô với trẻ em. Ngoài mức án trên, bị cáo B phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân 13 triệu đồng. Sau đó, bị cáo Hữu B kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm tiếp tục kêu oan. Tại phiên xét xử phúc thẩm lần này, bị cáo Hữu B tiếp tục không thừa nhận hành vi dâm ô nạn nhân Hồ Mộng Kiều, sinh năm 2004, cùng ngụ xã Tân Lộc, và thường trả lời không biết, không nhận tội. Theo đó, Hữu B cho biết, chính bé Kiều tự ý tìm đến nhà rồi vào thẳng buồng riêng của bị cáo chứ Hữu B không hề dụ dỗ. Đại diện viện kiểm sát nhận định ở độ tuổi của bé Kiều, các bé gái phải tìm là những người cùng trang lứa để chơi chứ không tìm một ông già rồi tự đi vào buồng như bị cáo nói được. Những lời mà bị cáo kêu oan cho rằng không phạm tội với bé Kiều là không hợp lý. Theo cáo trạng của phiên tòa sơ thẩm ngày 25 tháng 9 năm 2016, bà Hữu Thị Lợi, mẹ của bé Kiều, đến công an xã Tân Lộc trình bày việc con gái mình là Kiều bị ông Hữu B thực hiện hành vi giao cấu. Ngày 27 tháng 9 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thới Bình chuyển hồ sơ đến cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau thụ lý điều tra. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau ra thông báo gửi cho gia đình bà Lợi về quyết định không khởi tố vụ án, lý do chỉ có lời khai của Hồ Mộng Kiều, không có tài liệu chứng cứ nào khác chứng minh ông Hữu B có hành vi hiếp dâm trẻ em và dâm ô với trẻ em. Vào chiều ngày 10 tháng 2 năm 2017, sau khi nhận quyết định không khởi tố vụ án, gia đình phát hiện cô bé ngất xỉu tím tái bên cạnh, có nhiều vỏ thuốc tây nên đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong vào sáng hôm sau. Sau cái chết của Kiều, người thân tìm thấy bút tích của Kiều trên hai mặt giấy học trò, sự thật phơi bày, tôi đã sắp chết, không còn ở trên trái đất này nữa.
Tôi chết nhắm mắt cũng không yên khi chuyện này không được giải quyết. Gia đình nạn nhân Kiều đã cầm đơn đi khiếu kiện nhiều nơi để đòi lại công bằng cho con gái. Liên quan đến vụ án, Thượng tá Trần Hồng Lộc, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau đã bị cách chức, đồng thời một số cán bộ điều tra khác cũng bị cách chức và bị đình chỉ công tác vì trước đó đã không điều tra đến cùng sự việc, dẫn tới việc không khởi tố vụ án. Sau nhiều lần nỗ lực kêu cứu với sự hỗ trợ nghiệp vụ và cử điều tra viên từ Bộ Công an tỉnh Cà Mau thay đổi điều tra viên để điều tra nghi án Kiều bị hiếp dâm dẫn đến tự tử. Theo đó, cơ quan điều tra xác minh từ tháng 6 năm 2016 đến tháng 9 năm 2016, ông Hữu B lợi dụng sự ngây thơ của bé Kiều nhiều lần dụ dỗ viết giấy hẹn, gọi điện thoại cho tiền nhằm thực hiện hành vi dâm ô với bé Kiều. Sau nhiều tháng điều tra, ngày 19 tháng 9 năm 2017, Công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng để điều tra hành vi dâm ô trẻ em đối với ông Hữu B. Ngày 20 tháng 11 năm 2017, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố đối tượng Hữu B tội dâm ô đối với trẻ em. Theo lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau, việc chỉ khởi tố tội dâm ô trẻ em là do mới đủ chứng cứ để kết tội danh này đối với Hữu B. Khi chủ tọa tuyên bố bản án, Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh dành cho bị cáo, gia đình Hữu B phẫn nộ gây náo loạn, xông lên rào chắn để phản đối quyết định của tòa. Người thân của B tỏ ra vô cùng bức xúc, tức giận, một số người la hét ầm ĩ, gào thét vì cho rằng B bị oan, lực lượng công an phải huy động hơn 30 chiến sĩ để ổn định trật tự.